tử vi tuổi Giáp Thìn 1964 tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người tuổi Giáp Thìn mệnh phúc đáng họa là người có tư duy hướng đến tri thức, văn minh. Trong họ có một ngọn lửa bất diệt thắp sáng trong những đêm trường, tăm tối. Cách suy nghĩ của họ tích cực, tiến bộ thường đi trước một bậc. Khi trao đổi và tiếp cận với họ, quý gia chủ sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu. Nó là nền tảng để đi tới thành công. Nên quý gia chủ hãy thận trọng, trân trọng những người bạn như vậy. Khi trao đổi và tiếp cận với họ, quý gia chủ sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu. Nó là nền tảng để đi tới thành công. Nên hãy trân trọng những người bạn như vậy. Bản chất của ngọn lửa ngoài sự sáng suốt còn mang năng lượng. Nên những người tuổi Giáp Thìn mệnh phúc đáng họa, rất nhiệt tình, bận bộ, thích hợp giúp đỡ người khác, biết quan tâm người khác. Những người tuổi Giáp Thìn mệnh phúc đăng hỏa cũng nóng tính, nhưng giúp đỡ người khác luôn vô tư, hết mình. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Giáp Thìn trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của các bác tuổi Giáp Thìn trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Thưa quý vị, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Người tuổi Giáp Thìn thường có tính cách vui vẻ, thông minh, hoạt bát, năng động. Họ có giác quan nhanh nhạy, biết phân biệt phải trái, đúng sai. Giáp Thìn rất ngay thẳng, đôi khi hơi kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn. Họ rất ghét những người ngồi lè đôi mách, dũng cảm, kiên cường cũng không ngại khó khăn. Tuy nhiên, họ lại sống thiếu thực tế, quá cứng nhắc, sẽ làm mất lòng của người khác. Giáp Dương Mộc gặp Ất Âm Mộc nên được gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Giáp Thìn trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình nhà mình. Người tuổi Giáp Thìn thường có trí tuệ hơn người, làm việc rất rõ ràng và minh bạch. Họ thường đưa ra lời khuyên cho người khác và cũng thường làm theo gợi ý từ ai đó nếu thấy điều đó đúng đắn. Tử vi các con giáp tháng 6 năm 2021 cho rằng, trong tháng này, các gia chủ tuổi Giáp Thìn sẽ cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mà mình đang tiến hành. Bước sang tháng 6 âm lịch, tuổi Giáp Thìn dễ gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Con giáp này đang quá mức tự ti, lại hay lo lắng không đâu, tự gạt đi cơ hội. Tự gạt đi cơ hội để tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Đặc biệt trong năm 2021, tuổi Giáp Thìn nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đừng điều họa, vô hỷ ăn hư họa.
ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Giáp Thìn nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Giáp Thìn. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Giáp Thìn trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch, tháng này với những người làm kinh doanh sẽ may mắn khi sự nghiệp đang đứng về phía các bác. Các hợp đồng, cuộc gặp gỡ đối tác sẽ tương đối nhiều, khiến các bác cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, các bác sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho các bác cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình. Vì cơ hội để cải thiện vận may của các bác phụ thuộc vào nỗ lực của chính bản thân. Ngay cả khi các bác không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới và gặp gỡ tất cả các khách hàng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải những thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với các bác, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại sẽ bị hao tài. Cơ hội tích lũy tiền bạc không cao, mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện các bác không thể cung ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Các bác thiếu sự chỉnh chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định. Thậm chí còn có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mà mình gây ra. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền, hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Giáp Thìn phải đối mặt. Chính vì vậy, trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Giáp Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp các bác hóa giải vận hạn, xua đuổi những hung tinh xung quanh. Từ đó, mang lại may mắn, tài lộc đến cho các bác. Đặc biệt, vòng sẽ như một quý nhân bảo vệ từng trợ các bác tuổi Giáp Thìn trong quá trình phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Các gia chủ Giáp Thìn đã dành phần lớn cuộc đời với người bạn đời của mình và đã trở thành một phần không thể tách rời. Do đó, các bác không có khả năng tách ra cho đến khi chết. Nếu các bác không bị ràng buộc, các bác có thể tìm thấy một người phù hợp để dành phần còn lại của cuộc sống trong tháng này. Tháng 6 âm lịch, các bác sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Các bác nên thư giãn để bọn trẻ ở đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Các bác đã sống quá nhiều cuộc đời, biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính mình. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Giáp Thìn hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Từ đó, các bác
có thể đem lại những may mắn. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại cho các bác sự bình an, trường thọ. Thứ tư về mặt sức khỏe. Trong tháng 6 âm lịch, các bác tuổi Giáp Thìn tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn, không gặp ốm đau gì đáng lo ngại. Kinh phong thủy Gia Cát nhắc nhở các bác tuổi Giáp Thìn cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Các bác dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến các bác không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng. Các bác tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh, vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Giáp Thìn sinh năm 1964. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để các bác tuổi Giáp Thìn có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim, tháng Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão, hợi thành Mộc Cụ, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất, Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Giáp Thìn trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 6, từ ngày 13 tháng 7 dương lịch, nạp sát, nhâm tuất, nạp âm, đại hải thủy. Thứ hai, ngày âm lịch 16 tháng 6, từ ngày 25 tháng 7 dương lịch, nạp sát, giáp tuất, nạp âm, sơn đầu hỏa. Thứ ba, ngày âm lịch 28 tháng 6, từ ngày 16 tháng 8 dương lịch, nạp sát, bính tuất, nạp âm, ốc thượng thổ. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Để công việc được thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bác tuổi Giáp Thìn tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 3 tháng 6, tức ngày 12 tháng 7 dương lịch, nạp sát Tân Dậu. Thứ hai, ngày âm lịch 15 tháng 6, tức ngày 24 tháng 7 dương lịch, nạp sát Quý Dậu, nạp âm Kiếm Phong Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 6, tức ngày mùng 5 tháng 8 dương lịch, nạp sát Ất Dậu, nạp âm Tuyền Trung Thủy. Quý vị thân mến, trên đây Kinh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của các bác tuổi Giáp Thìn trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.